Quỳnh đưa lên thấy rõ ràng quá mà. À, cái này nó cũng thiên vị nè, nó khổ thiệt. À, chiếc nhật Quỳnh thì nó nghĩa là nó quan hỷ cho lên, còn đối chúng tôi thì nó ghét hả, cho nên nó không cho lên, khổ đế. Rồi bây giờ phòng vali nè ha, chạy nó mất tiêu rồi. Phòng vali chúng tôi đưa lên để quý vị thấy rõ không? 1, 2, 3. Rồi quý vị thấy không? 3, 2, 6. Alo. Rõ. Rồi rồi à. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Trước khi bước vào buổi học ngày hôm nay, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo Ratanatiya Sawanda Mỹ Muthu Mahesi Yarahan Tathagato Lô Kutamo Sapakaru Hichet Thapolo Kasasatha Chanadam Mokku Vido Vanda Mahantang Narapu Chanay Giác Ngộ Pháp Màu. Ngài Bậc Trí Thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tối thượng giáo chủ, siêng năng vô lượng. Tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dâng lên thoát trần. Con xin lễ lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ yết ta sa sát thu nô lô ca nó mạnh thá sa vi nà ca rô cô sa bần nhu bút thấp bất đi phù thi sanh nhá tù hoàn đà má hành tăng ná ra phù. Cái này giác cần pháp bảo quý giá ánh vàng, như lai soi sáng vẹt màng vô minh, phá tan lầm lạc chúng sinh, đầy dòng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lễ lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô su cát tá sa sa quá cô xích khà su cà mô quá rát thầm bá xích khà cô niềm đà bá sẵn xà đi hát nà đá rù quá rù hoàn đà má hành tầng ná ra phù. Cho này giác rằng tăng bảo tin vô Phật Đà, tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa liệt thế pháp làm giai bì. Con xin lễ lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ y cúng dường. Ratana tế giới tệ chê nó sẽ kha mê ê tu quá tha nàng tá xà phí à nú phà quê nó sẽ hát xà dê nó sẽ chạch tốt. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tổng hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ân Đức Tam Bảo đã xong, bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 326, quý vị nhìn lên ha trên màn hình. Câu đầu tiên chúng tôi sẽ lặp lại hai lần và ôn lại hai câu. Câu 3, câu 4 cũng vậy ha. Y đằng bú rê chích tạ a ma cha ri cha ri tăng y đằng bú rê chích tạ ma cha ri tăng. Câu số 2, dê nít cha tăng giá tha ca măng giá tha su khăn dê nít cha cần giá tha ca mừng giá tha su khăn. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Ý đằng bu rê chít tâm á cha rít cha rít cần về nít cha cần giá tha ca mừng giá tha su khăn. Ý đằng bu rê chít tâm á cha rít cần a cha ri cha ri cần về ni cha cần ya tha ca mang ya tha su cần. Ai ôn là hai câu đầu ha. Y đằng pu re chít tâm a cha ri cần về ni cha cần ya tha ca mang ya tha su cần. Bây giờ câu số 3, câu số 4. Ta đã cha hằng ni cha hết cha mi yo ni so ta da cha hằng ni ga he
Sàmi dô ni sô. Câu số 4. Hát thiếp bạc phình năng quý giá ẩn cú sắc gà hồ. Hát thiếp bạc phình năng quý giá ẩn cú sắc gà hồ. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Tán đăng cha hằng ni gà hê xà mi dô ni sô. Hát thiếp bạc phình năng quý giá ẩn cú sắc gà hồ. Ta đa cha hằng ni ca hê sa mi yo ni so hát thiết ba phình năng quý giá ẩn cú sắc ra hồ. Bây giờ chúng ta đọc lại nguyên bài ha. Ý đằng bú rê chí ta mạc cha rí cha rí cằn dê ni cha cằn giá ta ca măng giá tha su cằn ta đa cha hằng ni cả hết xa mi dô mi sô hát thiếp ba phình năng quý giá ẩn cú sắc ra hồ. Y đằng bu ôi đằng bu rề chí ta ma ca cha rí cha rí cần về ni cha cần giá tha ca mằng giá tha su cần ta đa cha hằng ni cha hết xa mi dô mi sô hát thiếp ba phình năng quý giá ẩn cú sắc hồ. Rồi bây giờ chúng ta qua cái dòng đọc như vậy, trường âm đoạn âm à, quý vị cũng đã nhận định rõ ha. Bây giờ chúng ta phân tích trường âm đoạn âm để nhận diện mật chữ và qua đọc mà muốn đứt đứt hơi luôn hả? Chưa đọc mà sẽ rắc rối vậy ha. Bây giờ lên phân tích để thấy được trường âm đoạn âm. Bây giờ để cho Sĩ Kim đứt hơi trước đi ha. Rồi mời Sĩ Kim trước. Rồi tới ai Huynh Chánh Ngộ sao ha. Sĩ Kim trước và Huynh Chánh Ngộ sao ha. Rồi Sĩ Kim lâu quá, mở hàng cho suôn sẻ nha, đầu xuôi đuôi lọt ha. Rồi xin mời. Hello, con xin kính chào Sư Chí Đức, Sư Pháp Trang, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Chàng ơi, con mới nói vậy thôi, sao sư đổ cho con vậy sư? Con thấy sư đọc muốn hết hơi luôn vậy đó. Hư dài, sư ráng đọc một hơi. Mà đọc đâu có nổi rồi, sư phải ngừng lại. Cái câu thứ 4, sư lấy hơi, sư mới đọc được. Thì con nói sư đọc hơi dài quá, đọc muốn đứt hơi. Con là đâu có hơi dài giống như sư đâu. Con lúc nào cũng đứt hơi hết trơn á. Không bao giờ dám quá cố. Hết cố sức là thành quá cố luôn, con không dám đâu. Con là dỗm, hơi con dỗm lắm sư ơi. Thôi để đọc đi. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 326, đọc phân tích luôn. Con đâu cần lên đâu, sư đâu có bao giờ kêu con lên đâu, kêu mấy người kia lên để hủ đuổi họ có sai thì sư sửa. Bây giờ phải đọc. Cái miệng hại cái thân, bụng làm giả chuyện. Thấy cái nào ông cũng cảm rạm. Dạ con bắt đầu đọc ạ. Y đằng phu rề xích ta ma cha ri khăn về nít cha khăn dắt tha khà mằng dắt thà su khăn tắc đắp cha hằng nít ca hết xà mi dô mi sô hắc thiếp pha bình nằng quý cha ăn khú sắc ca hồ. Y đằng phu rề xích cha ta ma tri cha ri khăn ý là đoạn âm. Con thấy chữ này hay đó nha, bắt đầu vô chữ ý là thấy hay rồi đó sư. Ý là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phú là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, chích là trường âm ngắn, tá má là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, mà kêu đoạn âm. Khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vừa mới ăn cháo không, thấy mệt quá. Câu số 2. Về nít chắc khăn, dắt thác khà mằng, dắt thà su khăn.
Dê là trường âm thông thường, nít là trường âm nhắn, chá là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dắt là trường âm nhắn, thá là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tôi nói vậy có nhanh không? Nếu nhanh tôi từ từ chậm đi ha, được không quý vị? Nghe không? Tại vì tôi thường nói chuyện nhanh lắm, khi nào tôi lên đây mà nhiều khi tôi nói chậm quá đó thì tôi quên đi, tôi lo tôi nói chậm tôi quên hết cái ý, không nhớ vậy trời. Dạ nghe được ha. Bây giờ tới câu số 3, số 4 ha. Tôi đọc đó là quá chậm đối với tôi rồi. Câu số 3, câu đọc hai câu số 3 luôn. Số 3 chỗ 4 luôn. Chắc đắc cha hằng nít gá hết xa mi dô ní sô hắc hắc thiếp pa bình nặng quý giá ăn khú sắc gá khô. Tá là đoạn âm, đắc là trường âm nhắn, chá là đoạn âm, hăng là âm đọc theo giọng nguyên âm, nick là trường âm nhắn, gá là đoạn âm, hết là trường âm nhắn, xa là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, xô là trường âm thông thường. Các thằng đọc lần nặng đi, cái câu này hơi khó đọc ha. Hắc thiếp bá bình nặng quý giá ăn khú sắc giá hồ. Hắc là trường âm nhắn, khiếp là trường âm nhắn, bá là đoạn âm, pin là trường âm nhắn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên ăn, quý giá là hai đoạn âm, ăn là trường âm nhắn, khú là đoạn âm, sắc là trường âm nhắn, gá là đoạn âm, hô là trường âm thông thường. Hô mình gần tới Noel này đó, ông già Noel hay kêu hô đó. Thôi đọc lại hết bốn câu rồi ha, thế nào ông cũng càm ràm từ coi, lúc nào cũng cà kê duyên, ông nói chuyện ngoài miệng không. Đọc, con đọc lại bốn câu nghe sư. Bữa nay sư sẽ ăn cơm ngon đó, thế nào sư cũng cầm ràm con ạ. Ý đằng phú rề chích tá má chà rí khăn về nít chá khăn dắt thá khà măng dắt thà xú khăn tá đắp chá hằng nít cá hết xà mi dô ní sô hắc thiếp phá bình nằng quý giá ăn khú sắc gá hồ. Trước tâm này buông lung chạy theo ái dục lạc, nài ta chánh chế ngự như cầm móc điều voi. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin trả máy lại nghe sư. Sư từ từ cầm ràm con nghe. Không sao, chuyện nhỏ. Alo, Quỳnh Trinh Ngộ đưa tay trễ quá. Mời Quỳnh Trinh Ngộ nha. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sankhaya. Con kính lễ chư tăng, quý cô tu nữ. Con xin chào quý vị đồng hữu. Con xin đọc câu pháp cú số 326, rồi phân tích trường âm đoạn âm. Y đàng cu rê chi tâm ma cha ri cha ri càng ye ni cha càng yat tha ca mang yat tha su khang ta đa cha hàng ni kha hê sa mi yô ni sô hát thiếp pa phin nang vi ya ang ku sát ya hồ. Hôm nay con đọc là sai cái chữ, cái đoạn âm mấy, xin đọc lại. Y đàng pu rê chi ta ma cha ri càng ye ni cha càng giá thất ca mang giá tha su khang ta đa cha hàng nít ga hết sa mi yo ni so hát thiết ba phin ngang quý gia an cú sát ga hồ. Bây giờ con đọc từng câu rồi phân tích. Y đàng pu rê chít tâm á cha ri càng. Ý là đoạn âm, đàng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, pú là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, chít là trường âm nhấn, tá hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, càng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2. Ye ni cha càng, ya tha ca măng, ya tha su khang.
Ye là truyền âm thông thường, Nis là truyền âm nhấn, Cha là đoạn âm, Căng là truyền âm đọc theo giọng nguyên âm, Yat là truyền âm nhấn, Thá là đoạn âm, Ca là truyền âm thông thường, Mang là truyền âm đọc theo giọng nguyên âm, Giá là đoạn âm, Tha là truyền âm thông thường, Xú là đoạn âm, Khang là truyền âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 3. Ta đa cha hàng nít ga hé sa mi yô ni sô. Ta là đoạn âm. Đa là truyền âm là nhấn. Giá là đoạn âm. Hàng là truyền âm đọc theo giọng nguyên âm. Nít là truyền âm nhấn. Gá là đoạn âm. Hé là truyền âm nhấn. Sa là truyền âm thông thường, Mí là đoạn âm, Vô là truyền âm thông thường, Ní là đoạn âm, Sô là truyền âm thông thường. Câu số 4. Ha thiếp bá phiền nhàn, Quý giá an, Cú sát gá hồ. Hát là truyền âm nhấn, Thiếp là truyền âm nhấn, Bá là đoạn âm, Phiền là truyền âm nhấn, Năng là truyền âm đọc theo giọng nguyên âm, Quý giá là hai đoạn âm, Anh là truyền âm nhấn, Cú là đoạn âm, Sát là truyền âm nhấn, Gá là đoạn âm, Hô là truyền âm thông thường. Dạ con xin xuống bích. Alo, Huỳnh Trân Ngộ, mời ăn liền ha. Phân tích xong cái là không có ôn lại, mà phân tích xong cái là xuống mic rồi, cũng chính xác. Thì tầm anh tặng hoa nhiều quá ha, bông hoa dư giá. Còn những vị khác ba cành hoa, chứng tỏ sự chính xác của Huỳnh Trân Ngộ. Rồi, tiếp tục, bây giờ mời Sik Meta và sau đó là Sik Kim Nhung. Alo, Sik Meta có chút mai mà. Rồi, Sik Kim Nhung chuẩn bị ha. Rồi, xin mời Sik Meta. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ không biết quý vị có nghe được âm thanh của Meta không? Dạ cảm ơn quý vị trong đạo tràng đã cho biết nghe được rõ. Dạ con cũng bận tay. Con nghe sư kêu thì con dội vàng con lên. Và trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Quý Tăng. Và con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính lễ cô tu nữ Hạnh. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ lâu quá con không có lên phân tích. Và hôm nay con cũng xin phân tích cái câu 326. Ý đăng bú rê chích ta ma chà ri căng. Dê nít chá căng giặc tha ca măng giá tha su khăn. Ta đát chá hằng nít gá hét xà mi dô ni sô. Hạp thiếp ba phình năng quý giá anh cú sắc sắc. Gá hồ. Dạ câu thứ nhất. Ý đăng bú rê chích ta ma ra chà ri. Chà ri căng. Dê nít chá căng giặc tha ca măng. Giá tha số khăn. Dạ ý là đoạn âm. Đăng
trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bú là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, chích là trường âm nhấn, tá má là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, cha trường âm thông thường, rí là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dê là trường âm thông thường, ních là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giáp là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, ca là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca là trường âm thông thường, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, y đằng bu rề chích ta ma cha ri, cha ri căng, dê ních chát căng, giáp tha ca măng, giá tha xú khăn. Và câu 3 và câu 4. Ta đát cha hằng gá hét xà mi dô ni sô. Tá là đoạn âm, đát là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, hằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ních là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, hét là trường âm nhấn, xa trường âm thông thường, mí là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, hát thiếp là hai trường âm nhấn, bá là đoạn âm, thinh là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ní giá là hai đoạn âm, anh là trường âm nhấn, cú là đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, gá đoạn âm, hô là trường âm thông thường. Và con thỉnh đọc lại hai câu 3 và 4. Ta đát cha hằng nít gá hét xà mi dô ni sô hát thiếp ba phần năng quý gia an cú sắc gá hồ. Và con xin đọc lại hết 4 câu. Y đằng bu rì chích ta ma cha ri căng dê nít cha căng giáp tha ca măng giá tha xú khăn. Ta đát cha hằng nít gá hét xà mi dô ni sô hát thiếp ba phần năng quý giá anh cú sắc giá hồ. Dạ con xin xuống mít, có chỗ nào sai thì xin Ngài sửa cho con ạ. Dạ alo, alo ạ. Dạ không biết đạo tràng có nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính lễ cô Tú Phúc Hạnh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú 326 ạ. Y đằng bu rề, con xin đọc lại. Y đằng bu rề chít ta ma cha ri càng dề ních cha càng dắt thắc cà mằng gia thà su khằng ta đắc cha hằng ních ga hết xà mi dồ ni sổ hát thiếp ba phìn nàng quy gia ảnh cú sắc ga hồ. Y đằng bu rề chít ta ma cha ri càng dề ních cha càng dắt thắc cà mằng gia thà su khằng ta đắc cha hằng ních ga hết xà mi dồ ni sổ hát thiếp ba phìn nàng quy gia ảnh cú sắc ga hồ. Câu 1 và câu 2 ạ. Ý là đoạn âm, đăng là đường âm đọc theo giọng nguyên âm, bú là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, chít là trường âm nhấn,
Tá má là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dê là trường âm thông thường, ních là trường âm ních là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Y đằng bu rề chít ta ma chà ri chà ri càng dề ních cha càng gia tha ca tha cà mằng gia thà su khẳng. Dạ, câu 3 và câu 4. Ta đách cha hằng ních ga hét xà mi dồ ni sổ hát thiếp ba phìn nằng quy gia ảnh cú sắc ga hồ. Tá là đoạn âm, đách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ních là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, hét là trường âm nhấn, sa là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, dô là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, hát, thiếp là hai trường âm nhấn, bá là đoạn âm, phin là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý, giá là hai đoạn âm, an là trường âm nhấn, cú là đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, hô là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc nguyên câu. Y đằng bu rề chít ta ma chà ri càng dề ních cha càng gia tha cà mằng gia thà su khẳng. Ta đách cha hằng ních ga hét xà mi dồ ni sổ hát thiếp ba phìn nằng quy gia ảnh cú sắc ga hồ. Con đã đọc xong, con xin xuống mic. Dạ, con có chỗ nào sai xin sư sửa giúp con. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Sa thú, sa thú, xích mết ta và xích kim nhung. Rất là chính xác, không có chỗ nào sai sót. Bây giờ tiếp tục, xin mời Sister Man trước, rồi Sister Thanh Hoàng sau ha. Alo, Sister Man, đưa bài học lên đã. Alo, dạ, con xin kính lễ quý sư và xin chào tất cả quý vị trong lớp. Con xin phân tích câu pháp cú số 326. Y đằng bu rề chít ta ma chà ri càng dề ních cha càng gia thách cà măng gia thà su khằng. Ta đắp cha hằng ních gia hết xà ni dù ni sô hát thiếp ba phình nằng uy gia an cú sát gia gia bù gia. Sư ơi, bài học nó chạy đâu rồi con? An cú sát gá hồ. Y đằng vũ rề chít tam mát chà ri càng. Ý là đoạn âm, đăng là trường âm, âm là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vũ là đoạn âm, rê là trường âm thông thường. Chít là trường âm nhấn. Tá là đoạn âm, má là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Rí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dê nít cha căng giáp tha ca măng giá thà suốt khăn, dê là trường âm thông thường, nít là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giáp là trường âm nhấn, tháp là trường âm nhấn, ca là trường âm thông thường, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Y đằng vu rề chít ta ma chà ri càng dề nít cha càng giáp tha cà măng giá thà xú khăn. Câu 3 và câu 4. Ta đắp cha hằng nít gá hết xà mi dù ni sô hát thiếp ba phình nằng quý gia ảnh cú sát gá hồ. Tá là đoạn âm, đắp là trường âm nhấn,
Chá là đoạn âm, hằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nít là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, hết là trường âm nhấn, xa là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, xô là trường âm thông thường. Hát thiếp báp bình năng quý gia anh cú sát giá hồ, hát là trường âm nhấn, thiếp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, phin là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý giá là hai đoạn âm, an là trường âm nhấn, cú là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, hô là trường âm thông thường. Y đằng vũ đề chích tâm a chà rí chà rí căng dê nít chá căng giáp tha cà măng giá tha xú khăn ta đắt chá hằng nít chá hết xà ní dô ní sô hát thích bá phình năng vi giá ảnh cú sắp giá hồ. Dạ con xin hết, xin sư sửa bài. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Ngài Trí Đức, Ngài Pháp Trang, Cô Tu Nữ Phúc Hạnh. Con xin kính chào đạo tràng ạ. Con xin đọc câu pháp cú 326 và phân tích ạ. Y đằng pu rê chi ta ma cha ri cha ri càng ye ni cha càng tha ya tha ca ya tha ca mang ya tha su khang ta da cha hằng ni ga he sa mi yo ni so ha thi pa phi nang vi ya ang ku sắc ga hồ. Y đằng pu rê chi ta ma cha ri càng ye nít cha càng ya tha ca mang ya tha si su khang ta da cha hằng nít ga he sa sa mi yo ni so ha thi pa phi nang vi ya ang ku sa ga hồ. Y đằng pu rê chi ta ma cha ri càng. Ý là đoạn âm, đăng là trường âm giọng nguyên âm, cú là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, chít là trường âm nhấn, á má là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Dê nít cha càng gia tha ca mang gia tha su khang. Dê là trường âm thông thường, nít là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Giát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con đọc lại hai câu này ạ. Y đằng pu rê chi ta ma cha ri ca chi rằng ca ri càng dê nít cha càng tha gia tha gia tha ca mang gia tha su khăng. Câu 3, câu 4 ạ. Ta đáp cha hằng nít ga hết sa mi yo ni so hát thi pa phi nàng quy gia ang cu sắc ga hồ. Tá là đoạn âm, đát là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, hăng là trường âm giọng nguyên âm, nít là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, hết là trường âm nhấn, xa là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, hát thít là hai trường âm nhấn, pá là đoạn âm, phin là trường âm nhấn, năng là trường âm giọng nguyên âm, quý giá là hai đoạn âm, ăn là trường âm nhấn, cú là đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, hô là trường âm thông thường ạ. Con xin đọc lại ạ. Y đằng pu rê chi ta ma cha ri
cha ri căng dê nít cha căng giác tha ca măng giác tha su khăng ta đa cha hằng nít ga hết sa mi yô ni sô ha thít pa phin năng vi vi ya ăn cu sắc ga hồ y đằng pu rê chi ta ma cha ri căng nệ dê dê nít cha căng giác tha ca măng giác tha su khăng ta đa cha hằng nika he sa mi yo ni so hati pa phi nang vi ya ang ku sắc ca hồ. Dạ con đã đọc xong, con xin ngài sửa cho con ạ. Con kính cảm ơn sư ngài. Alo, 123, 123, Peter Man và Sik Thanh Hoàng phân tích chính xác, nhưng mà giọng đọc của Sik Thanh Hoàng á, trong cái giọng đọc thì chưa được tự tin ha. Tuy nhiên cũng làm xong bốn phần rồi, Peter Man và Sik Thanh Hoàng. Rồi, trong bổn phận thì bây giờ có quyền cùng ly với đạo hữu giọt nắng gọi mời ha. Trong bổn phận rồi, bây giờ tiếp tục Sĩ Thiền Vũ và Sĩ Ca Sĩ Quân. Alo, Sĩ Thiền Vũ lên trước ha. Sĩ Quân chuẩn bị. Dạ, con xin kính thành lễ sư Trí Đức, con xin kính thành lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin phân tích cách đọc câu Pháp Cú 326. Trước tiên con xin đọc hai câu đầu. Y đằng khu rê chi ta ma cha ri càng dê nít cha càng giáp tha ca măng giáp tha su khăng. Ý là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khú là đoạn âm, rê là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tá, má là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, rí là trường âm, rí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dê là trường âm thông thường, nít là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giác là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 1 và câu 2. Y đăng phu rê chít ta ma cha ri cha ri căng dê nít cha căng giáp tha ca măng giá tha su khăng. Con xin đọc phân tích câu 3, câu 4. Ta đáp giá hằng nít giá hết ta mi dù mi sô hát thiếp ba phình nàng đi giá hằng u sắc giá hồ. Ta là đoạn âm, đáp là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, hằng là trường âm đọc theo giọng nguyên, nít là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, hét là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, hát là trường âm nhấn, thiếp là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, phinh là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví giá là hai đoạn âm, ăn là trường âm nhấn, cú là đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, hô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 326. Y đằng phu rê chít ta ma cha ri căng dê nít cha căng giáp tha ca măng gia tha su khăng. Ta đáp gia hằng nít gia hết ta mi dù mi sô hát thiết ba phình nặng tí giá ăn cú sắc giá hồ. Dạ con có sai, con xin sư sửa cho con ạ.
Alo, 123, 123, Sĩ Quân chuẩn bị ha. À, Sĩ Thiện Vũ, cái chữ thứ hai, Phú Rê, chữ Rê này nó là một trường âm thông thường, nhưng mà Sĩ Thiện Vũ hình như đây là một trường âm không không đọc là trường âm thông thường, mà nói nó là một trường âm gì đó ha. Chí Thiện Vũ kiểm tra là chỗ này ha. Thấy trong đạo tràng Chí Kim Nhung tặng hai cành hoa này ha. Như vậy thì quý vị đọc biết mình đúng hay là sai, biết đó là trường âm nhưng mà phải biết nó là trường âm loại gì ha. Thì chữ D đây là một trường âm thông thường, nhưng mà không nói trường âm thông thường mà nói một trường âm khác. Rồi bây giờ mời Sĩ Quan. Alo, Sĩ Quan đâu rồi? Sĩ Quan xin được thấy bàn tay. Dạ, Mô Phật, con kính đảnh lễ sư Chí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang và kính chào quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 326. Ý đằng bú rề chít tá má chà rí cằn dề nít chá cằn đắp thá cằn măng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Ý là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phú là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, chí là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, má là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dê là trường âm thông thường, nít là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Giá là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá là trường âm nhấn, tha là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc câu số 2, câu số 3 và câu số 4. Tá đáp chá hằng ní gá hết xà mí dồ ní sồ háp thí bát bình nằng quý giá ăn khú sắc giá hồ. Dạ, con xin phân tích nè. Tá là đoạn âm, đá là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nít là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, hét là trường âm nhấn, sa là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, hát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, thí là
Has là trường âm nhấn, thí là trường âm nhấn, pass bá là đoạn âm, pin là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý quý đoạn âm, giá là đoạn âm, ăn là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, hô là trường âm thông thường, trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại nguyên hết ạ. Y đằng bú rê chít tá má chá má chà rí chà rí cằn dề nít chá cằn dắt thá khà mặn tá đá cá hằng nít gá hét xà mí dồ ní sồ há thích bá bình nằng quý giá ăn khú sắc giá hồ á đằng phú rề chích tá má chà rí chà rí cằn dề nít chà về nít chá cằn giá về nít chá cằn tá giá tá chá tá tá đá chá hằng nít giá hết xà nít dồ nít sồ há thích phá bình nằng quyết giá ăn khú sắc giá hồ. Dạ con xin đọc xong, con xin sư sửa cho con. Hôm nay con trong người con không khỏe, con cũng đau đầu quá, con cũng ráng vô lớp để con nghe nè sư dạy, con lên con đọc con thấy con đọc không có đúng gì hết. Dạ con xin sư sửa giùm cho con ạ. Alo, xin quan phân tích thì rất là chuẩn, nhưng mà chữ giật hà xu cầm cái câu số 3 này, câu số 3 hay câu số 2? Câu số 2 dê nít chắc cần giáp thác mừng giáp thà xu cầm, thì ở đây cái chữ giáp thà xu cầm, chữ giáp thà xu cầm, thì bây giờ xích quan không tập trung chỗ này, nhưng mà mấy chỗ khác thì chính xác ha. Chị nhớ là chữ giá là đoạn âm, chữ tha là trường âm thông thường, chữ su là đoạn âm, chữ khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha. Chỉ sai cái chữ này thôi, còn tất cả phân tích đều đúng ha. Chữ giá tha su khăn bị phân tâm rồi, Sika Chịp anh chú ý lại chỗ đó. Rồi tiếp tục mời vị khác. Alo, tiếp theo Chịp anh là ai? Hồi nãy gọi rồi, hồi nãy có mời rồi mà. Sao Chịp anh, Chịp anh là ai à? Rồi, chắc đi ngủ rồi ha. Ai bây giờ xin mời, xin mời Xích Hà và Xích Chiếc Lá Mùa Xuân ha. Bây giờ Xích Hà lên trước và Xích Chiếc Lá Mùa Xuân lên sau. Alo, Xích Hà đâu rồi? Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Ký Đức Sư Pháp Trang và Đạo Tràng. Dạ, con xin trả bài. Y đằng bu rê chích tá ma, y đằng bu rê chích ta ma ri ca ri cằn dề nít cha cằn dắt tha cà mằn dắt thà su cằn. Ý là đoạn âm, đăng là trường âm thông thường, bú là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, chích là trường âm nhấn, tá má rí là ba đoạn âm
Ca là trường âm thông thường, ví là đoạn âm, căn là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Dê nít chá căn dắt thá. Dê nít chá căn dắt thá ca mặt. Giá thà su căn. Dê là trường âm. Dê là trường âm thông thường. Nít là trường âm nhấn. Chá là đoạn âm. Căn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dắt là trường âm nhấn. Thá là đoạn âm. Ca là trường âm thông thường. Măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Giá là đoạn âm. Tha là trường âm thông thường. Xú là đoạn âm. Căn, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Y đằng phu rê chích ta ma rí. Y đằng phu rê chích ta ma rí ca. Rí cần. Dê nít chá cần dắt thá ca măng. Dắt thà xú cần. Ta đắc cha hằng nít gá, cha đắc gá thằng, cha đắc gá hằng nít gá hét xà mi dồ ni sô, hát thiết ba phình nặng quý giá an, khu sắc gá hồ. Tá là đoạn âm, đắc là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nít là trường âm nhấn. Gá là đoạn âm, hét là trường âm nhấn, sa là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, nít, ní là đoạn âm, xô là trường âm thông thường. Ta đắc cha hằng nít gá hét xà mi dô ni xô, hát thiết đá phình nằng quý giá an, cú sắc gá hồ, hát thí, hát thiếp là hai trường âm nhấn, bá là đoạn âm, sinh là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý giá là hai đoạn âm, an là trường âm nhấn, cú là trường đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, hô là trường âm thông thường. Y đằng phu rề chích tá má rí cà rí cần, dề nít chá cần dắt thá cà măng dắt thà su cần tá đắc cha hằng nít gá hét xà ni dồ ni sô hát thiếp ba phình nằng quý giá an cú sắc gá hồ. Dạ con có sai, xin ngài sửa. Dạ con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính chào sư Pháp Trang, con kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu, con xin phân tích câu 326. Cô Nhật Quỳnh của cho con cái câu 326. Y đằng pu rê chít tam ma cha ri cha ri căng về cha cần gia tha cà mằng gia tha xúc khăn su khăn. Ý là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pú là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, chít là trường âm nhấn, tá má là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, căn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dê là trường âm thông thường, nít là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, căn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giác là trường âm nhấn, thá là trường âm, thá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Y đằng pu rề chít ta ma cha rí cần về nít cha cần dắt tha cà măng dắt tha xú khăn.
ta đã cha hằng nít gá hét xà mi dồ mi sô hát thích bá phi nằng quý giá quý giá an cú sát gá hồ tá đã à, tá là đoạn âm, đách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ních là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, hét là trường âm nhấn, xa là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, lý là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, hát là trường âm nhấn, thích là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, phí là đoạn âm, á, phin, phin là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, quý giá là hai đoạn âm, an là trường âm nhấn, cú là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, gá sát gá gá là đoạn âm, hô là trường âm thông thường. Ta đắc cha hằng nít gà ta đắc cha hằng nít gá hè nít gá hát xà mi dồ mi sô hát thiếp bá phình nằng quý già hành cú xa cá hồ cú xa cá hồ. Con xin đọc lại. Y đằng phú rề chít ta má chà rí chà rí cằn về nít chá cằn giáp thá cà măng giáp giáp thà su khăn ta đắt cha hằng nít gá hét xà bí dồ ní sô hát thếp ba phình nằng vi dạ an cú sát gá hồ. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mất ạ. Alo, 123, 123. Đây là một câu Phật ngôn tới 12 từ. Một cái thể thơ 12 từ, nó dài. Chính vì vậy mà chúng ta mất cả tiếng đồng hồ trong phân tích. Vậy thì khi mà nhận diện được trường âm và đoạn âm thì cái giọng đọc của chúng ta sao cho nó liền lạc. Đây là một câu dài ha, 12 từ. Vậy thì cách đọc ở đây chúng ta chia ra làm hai. Một lần đọc hai câu ha, bởi vì cuối câu số 2 nó là trường âm, chúng ta có quyền nghĩ đó. Chứ đọc một lần 4 câu là đứt bóng luôn á. Bây giờ chúng ta cố gắng phân tích xong, bây giờ nhận diện mật chữ để giọng đọc của chúng ta được liền đạt ha. Y đằng bu rề chít tâm á chà rí chà rí cằn về nít chá cằn giáp tha cà măng giá thà su khăn ta đa cha hằng nít gá hê xà mi dô ní sô hát thiếp ba phình nằng quý giá ăn cú sắc ca hồ. Y đằng bu rề chít tâm á chà rí cằn về nít cha cần gia tha ca mần gia thà su khăn ta đa cha hằng ni ga he sa mi yo ni so ha thi pa phình nằng quý gia ăn cu sắc ca hồ. Lần thứ ba ha. Y đằng bu rề chít tâm á cha ri cần về ni cha cần gia tha ca mần gia thà su khăn ta đa cha hằng nít gá hê xà mi dô ní sô hát thiếp ba phình nằng quý giá ẩn cú sắc gá hồ. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị, sau khi đọc xong nhận diện mặt chữ, chúng ta sẽ đi vào từ vựng ha. Rồi mời Sư Su Kha. Alo.
Con kính tri ân sư, cảm ơn các cô chú cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Chí Đức Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào với cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh pháp cú số 326. Itang pure chitamacha jicha jikang je lecha kang jataka mang jatha sukhang tadacha hang nikahesa miro niso hati papinang wija ang kusaka ho. Idang pure chitamacha jicha jikang je lecha kang jataka mang jatha sukhang tadat cha hằng nick ga hết sa mi zo ni so ha thi pa pi nang wis ja ang ku sak ga ho i dang pu je chi ta ma cha ji kang je nick cha kang ja tha ka mang ja tha su khang tadat cha hằng nick ga hết sa mi zo ni so ha thi ta pin nàng quy ra ăn cú sắc ra hồ. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. À, bây giờ con xin xuống mấy con kính mời bàn tay của cô chú kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thà Giá. Alo. Dạ. Thưa cho con xin phép con đọc thì hôm nay con xin phép được đọc sớm. Y đằng vu rề chít ta ma chà rí chà rí cằn về nít cha cằn giáp tha cà măng giá thà su khằn ta trách cha hằng nít ga hết tà mi dù mi sù hát tiếp ba phình nằng vi gia an cú sát gá hồ. Câu này hơi khó đọc. Y đằng vu rề chít ta ma chà rí cằn về nít cha cằn giáp tha cà măng giá thà su khằn ta đắt cha hằng nít ga hết xà ni dù ni sù hát tiếp ba phình nằng vi gia an cú sát gá hồ. Dạ, con xin xuống mất xin nhường cho vị kế tiếp. Alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn đại tràng cho hiểu ạ. Dạ, con xin đọc câu Phật ngôn 326. Y đằng bu rề chích ma chà ri càng về ních cha càng dắt tha cà mằng gia thà su khằng ta đách cha hằng ních ga hết xà ni dồ ni sổ hát thi ba phìn nằng quy gia an u sắc ga hồ y đằng bu rề chít ta ma chà ri cà dề ních cha cằng dắt tha cà mằng gia thà su khằng ta đách cha hằng ních ga hết xà ni dồ ni sổ hát thi ba nàng quý gia ảnh cú sắt ra hồ. Dạ, con đọc một hơi giống sư con bị đứt hơi luôn. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu pháp cú 326. Y đằng phu rê chít ta ma chà ri càng dê nít cha càng giá tha cà măng giá thà su khằng ta đáp gia hằng nít ga hết tà mi dù ni sô hát thiếp ba phình nàng bi gia ăn cú sắc ga hồ. Y đằng phu rê chít ta ma chà ri càng về nít cha càng giáp
tha cam bằng gia thà su khằng ta đát gia hằng nít gia hết ta mi dù ni sô hát thiếp ta phình năng đi gia ăn cú sắc gia hồ y đằng phu rê chít ta ma chà ri càng về nít cha càng giáp tha cà măng gia thà su khằng ta đát gia hằng nít gia hết ta mi dù ni sô hát thiếp ta phình năng đi gia ăn cú sắc gia hồ. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức Pháp Trang Vô Tư Nữ Thủ Hạnh, con kính đảnh lễ Đạo Tràng ạ. Con đọc câu Pháp Cú 326 ạ. Y đằng phu rê chí ta ma chà ri chà ri càng dê ni chà càng gia tha ca măng gia tha su khăng ta đa chà khăng ta đa cha hằng ni ca hết sa mi yo ni so ha thi pa phi năng vi cha ăn cu sắc kha hồ y đằng phu rê chi ta ma cha ri căng je ni cha căng cha tha ca mang cha tha su khăng ta đa cha hằng ni ca hết sa mi yo ni so ha thi pa phi năng vi vi cha ăn cú sắc ca hồ y đằng pu rê chi ta ma ra cha y đằng pu rê chi ta ma cha ri căng je ni cha căng gia tha ca mang gia tha su khang ta đa cha hằng ni ga hết sa mi yo ni so ha thi pa phi năng vi cha ăn cú sắc ca hồ. Con xin đọc lại một lần nữa, con vẫn còn chưa được đọc trơn tru lắm ạ. Y đằng pu rê chi ta ma cha ri căng je ni cha căng gia tha ca mang gia tha su khăng ta đa cha hằng ni ga hết sa mi yo ni so ha thi pa phin năng vi cha ăn cú sắc ca hộ. Dạ con xin hết ạ. Con xin mời bạn kế tiếp ạ. Dạ alo. Dạ alo. Dạ. Dạ tại vì mình đứng thứ nhì nên mình không thấy cầm mic. Dạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Giá, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Chí Đức. Con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang. Dạ con kính đảnh lễ cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Con xin đọc câu Pháp Cú số 326. Y đằng bu rê chi ta ma cha ri ca đi ni cha ri khang về ni cha khang ya tha kha mang ya tha su khang ta ta da cha hằng ni ga he he cha mi yo yo ni so ha thi pa bi bi nang vi ya ang su sa su su sắc ga hồ. Còn lâu quá thì mình đọc lại. Y đằng bu rê chi ta ma cha ri khăng về ni ta khăng gia tha ca măng gia tha su su khăng ta đa cha thằng ni ga he cha cha mi mi yo ni yo hát thi pháp vị vi năng vi ya ăn cú sa ga hồ. Dạ
Dạ con xin đọc lại lần nữa. Y đằng bu rề chi ta ma chà ri chà ri khằng về ni cha khằng gia tha cà măng gia thà su khằng ta ta đa chà hằng ni ni ga hề chà sa mi yo ni so ha thi pa vi nằng vi ya ang cu sa cu sa ga hồ. Dạ con đọc vào mà lâu quá, bây giờ con đọc lại những ngập ngừng con xin nha, thỉnh ngài sửa lại giùm con. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, quý Tăng, quý Cô Tu Nữ cùng toàn thể Đạo Tràng. Dạ, con cũng xin đọc câu Pháp Cú 326 à. Y đằng bu rề chi ta mát chà ri chà ri cằn dề nít chá cằn dách thá cà măng dách thà su khăn ta đát cha hằng nít ga hết sa mi yo ni so hát thi pa pin nang vi ya ang cu sắc ga hồ y đằng bu rề chi ta ma cha ri cha ri cần về nít cha cần yat tha ca mang yat tha su khang ta đát cha hằng nít ga hết sa mi yo ni so hát thi pa pin nang vi ya ang cu sắc ga hồ. Dạ con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con xin lãnh lễ ngài Chí Đức, con xin kính lãnh lễ Đại Đức Pháp Trang, con xin kính chào Đạo Tràng. Con xin đọc câu Phật Môn 326. Y đằng bu rề chít ta ma, y đằng bu rề chít ta ma chà ri cần về nít cha cần giáp tha cà mằng giá thà su khằng ta đắc cha hằng nít ca hệ xà mi dồ ni sồ hát thi bắp hát thiếp hát thiếp ba phình nàng quý già ăn cú sát cá hồ y đằng bu rề chít ta ma chà ri chà ri cần về nít chá cần giá tha ca mằng giá thà su khăn ta tách chá hằng nít giá hẹ hét xà mi dồ ní sô hát tiếp ba phình nàng quý già ăn cú sát cá hồ y đằng bu rề chít ta ma chà ri cần về nít cha cần giá tha cà mang giá thà su cần su khằng ta đắc cha hằng nít giá hét xà mi dồ ni sô hát thiếp ba phình nàng quý già ăn cú sát giá hồ. Dạ con xin xuống hết. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Kim Dung, Trích Minh Phan, chị Metta Thiện Vũ và Thanh Phan cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu và cảm ơn Tâm Hương. Ồ, mình chào vinh quang dồi dào đạo tràng. Có trả bài thì đưa tay lên coi chừng ngài khóa sổ đó ngang. Vinh quang ơi, dạ con xin được trả bài câu pháp của kinh số 326. Y đằng bu rề chít tam ma cha ri căn dễ nít cha căn gia thà cầm măng gia tha su căn ta đát cha hằng nít cha hát sa mi vô
ni sơ hạt thịt và phiền năng quy gia ăn của sắp ca hồn. Y đằng bu rê chít ta ma cha đi cha đi căng dễ nịch cha căng gia thật cả măng gia tha sù khăn ta đát cha hằng nịp ca ha sa mì dơ đi sơ hạt thiệp và phiền năng quy gia ăn của sắp ca hồn. Y đằng bu rê chít ta ma cha đi căng dễ nịch cha căng gia thật cả măng gia tha sù khăn ta đáp cha hằng nịch ca ha sa mi dơ ni sơ hạch thiếp ba phiền năng quy gia anh cụ sắp ga hồ. Dạ con đã trả bài xong, nếu con có sai ngài chỉ dạy cho con sửa. Dạ con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức như quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ mời bằng tay niệm từ nha. Dạ Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ quý bà quý cô trung nữ trong đạo tràng và kính chào đạo tràng. Cảm ơn đạo tràng cho con biết âm thanh rõ. Con xin trả bài câu pháp cú 326. Dạ cảm ơn Sít Lạc Lê. Y đằng bu rê chít ta ma cha ri cha ri căng về nít chắc căn giác thắc ca mằng gia thà xuất hành ta đắc cha hằng nít ca hề xà mi dồ ni sô hắc ba phim nàng quý gia anh cú sắc gia hồ. Đi đằng bu rề chích ta ma cha ri căn về nít chắc căn giác thắc ca mằng gia thà xuất hành ta đắc cha hằng nít ga hề xà mi dồ ni sô hắc thiếp ba phim nàng quý gia anh cú sắc ga hồ. Y đằng bu rê chích ta ma cha ri cằn về nít cha cằn giáp tha cà mằng gia thà xuất khăn ta đắc cha hằng nít ga hề xà mi dồ ni sô hắc thiếp ba phim nàng quý gia anh cú sắc ga hồ. Dạ con đã trả bài xong, con có sai con mong ngài, xin ngài sửa lại giùm con ạ. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ dạ con xin dâng bức lại cho ngài ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Alo xin niệm từ Nikka Hesami. Nikka Hesami chia hết là một trường âm nhấn, chẳng phải nít giá hề ha. Nếu mà đọc nít giá hề thì nó là trường âm thông thường. Nít giá hề sa mi dô ni sô ha. Xin mình tùy nhớ chỗ này chút ha. Đó là trường âm nhấn và trường âm thông thường. Chứ nếu đọc chữ hề, chữ sa thì nó là hai trường âm thông thường. Thành quá hôm nay tùm lum của chúng ta, chị Kim Nhung đọc một hơi vậy, nhờ nối hơi. Nếu không nhờ nối hơi thì đứt bóng rồi chứ không phải đứt hơi. Mà đứt bóng thì chắc là chúng ta phải cùng thỉnh để Đức Pháp Trang tụng một thời kinh cầu siêu quá. Alo, để Đức Pháp Trang cũng sợ quá bỏ chạy rồi. Theo khả năng của mình, theo sức lực của mình, thì một câu nó khó như thế này thì chúng ta phải chia ra làm hai. Nói theo cái kiểu của Sĩ Kim, cố quá thì thành ra quá cố. Thì chúng ta phải giữ hơi giữ sức lại chứ. Giữ hơi giữ sức lại chứ. Đọc cái kiểu đó không phải là đứt hơi mà đứt bóng á. Rồi. Rồi thì bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Khi chúng ta đã nhận diện được mặt chữ, chúng ta đã đọc trôi chảy, thì bây giờ chúng ta phải biết ý nghĩa của những từ này như thế nào ha. Câu đầu tiên, y đằng bu rê chít ta ma cha ri cha ri căn. Y đằng bu rê chít ta ma cha ri cha ri căn. Y đằng bu rê chít
Tamacharicharikam. Câu đầu tiên chúng ta thấy có bốn từ ha. Ý đằng, đây là một đại từ, nó thuộc về trung tính. Ý đằng có nghĩa là này, nhưng mà này ở đây nó phải kèm theo một cái gì đó. Ý đằng chít tầng, tức là cái tâm này ha. Ý đằng chít tầng là cái tâm này. Cái chữ này thì nó không có ý nghĩa gì hết, nó phải kèm theo một cái gì, cái này, cái kia, cái nọ, cái ăn, cái nớ. Là thì như vậy, chữ này này phải kèm theo một cái gì đó ha. Rồi từ thứ hai, phú rê. Chữ phú rê đây là một trạng từ, có nghĩa là trước kia, phía trước. Phú rê là trạng từ, ý nghĩa là trước kia hay là phía trước. Rồi chittamachari là do cái chữ chittam cộng với achari. Chữ chittam do từ chitta, nó là một danh từ trung tính, akrantanapum sakalinja. Và chữ chitta này được chia theo đối cấp số ít, đối tỷ gia quỷ pháp tí ê không có trần hát. Cho nên chữ chitta biến thành chittam. Và chữ chitta này đi với chữ achari. Chúng ta thấy đây là một động từ số ít. Đây là một động từ số ít, có nghĩa là achari là đã đi lang thang hay là đã thực hành. Đã đi lang thang hay là đã thực hành. Vậy thì chittamachari tức là cái tâm vắng vơ hay là cái tâm đi lang thang hoặc là cái tâm đã thực hành. Chittamachari và chữ cuối cùng charikam. Nhanh quá, làm chữ nhiều quá chắc cũng hơi run tay ha, hơi từ từ ha. Charikam, chữ charikam này do cái căn ngữ chát, tức là charati ha, nó là một danh từ trung tính, akrantanapum sakalinja. Nhưng mà charika, charika nó được chia theo đối cách số ít, dutiya vipatiya kavacana. Cho nên charika biến thành charikam. Charikam là việc đi đến, việc đi đến. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục. Về nít chắc cần giác thá cà mần giác thà su cần. Câu thứ hai, để những câu này bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Về nít chắc cần giác thá cà mần giác thà su cần. Câu số hai có ba từ. Về nít chắc cần là một, giác thà giác thá cà mần là hai, giác thà su cần là ba. Yenichakam ở đây chúng ta thấy chữ yena cộng với ichakam. Chữ yena do đại từ giá, nó là một đại từ quan hệ trung tính, và chữ yena ở đây được chia theo sử dụng cách số ít, sử dụng cách số ít. Có nghĩa là ta thì gia quỳ pháp tỷ e các quá trình á. Dê ná có nghĩa là tùy, bằng hoặc là xuyên qua. Còn chữ ít chặt căng, ít chặt căng do cái từ ít chặt cá. Nó là một tỉnh từ, có nghĩa là ước muốn. Ước muốn. Vậy thì dê nít chặt căng tức là tùy thích theo ý muốn.
nói bị hú anh, là hết viên mới cắm vô nó hú. Bây giờ muốn hết hú thì rút ra. Rồi quý vị. Quý vị nghe hết hú rồi ha. À, dê nít chặt căng, nó nghĩa là tùy thích hay là theo ý muốn. Tùy thích hay là theo ý muốn. Rồi, từ thứ hai, dê nít chặt căng. Từ thứ hai là giáp thác ca măng. Giáp thác ca măng. Ở đây chúng ta thấy cái chữ giá tha cộng với ca măng. Chữ giá tha nhé. Thì ở đây chữ giá tha. Giá tha chứ không phải là chữ giá tha ca măng. Chữ giáp tha, phải chỉnh lại rồi bà con ơi. Coi lại câu này. Chữ giáp tha không có ý nghĩa, mà chữ giáp tha nó là một trạng từ quan hệ. Giáp tha ca măng, giáp tha ca măng. Quý vị quan hỷ cho cô đây một dấu huyền, cho cô đây một dấu huyền. Giáp tha ca măng. Khi nãy giờ chúng ta phân tích coi như là phân tích là một chuyện, đọc là một chuyện, nhưng cái vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta hiểu cái từ này nó như thế nào. Chỉ giáp tha chứ không có giáp tha hả? Giáp tha là một trạng từ quan hệ, có nghĩa là đâu. Giáp tha là đầu. Rồi cái từ thứ hai ca măng, do cái từ ca má. Ca má nó là một danh từ nam tính, akranta pumlinga. Ca má có nghĩa là ước muốn, dục vọng. Ca má là ước muốn, dục vọng. Vậy thì giáp tha ca măng, giáp tha ca măng có nghĩa đến nơi nào theo ước muốn. Đến nơi nào theo ước muốn. Giáp tha ca măng. Rồi bây giờ chữ cuối cùng, giáp tha su khăn. Gia tha su khăn, chữ gia tha nó cũng là một trạng từ quan hệ. Chữ như, quý như. Như thế nào? Có nghĩa là chữ gia tha này như thế nào? Rồi chữ su khăn. Su khăn do cái từ su khá. Su khá nó là một danh từ trung tính, akranta nó vùng sắc cả linh ga. Su khá có nghĩa là sự khoái lạc, hạnh phúc. Nhưng mà chữ su khá ở đây được chia theo đối các số ít đối tỷ giao quy pháp tỷ hệ câu quá trình á. Cho nên chữ su khá biến thành su khăn. Hai từ này đi chung với nhau, gia tha su khăn có nghĩa là thuận theo sự khoái lạc, thuận theo sự khoái lạc. Như vậy thì câu số 1, câu số 2. Y đằng bú rê chít tám cha rí cha rí căng về nít cha căng yết tha ca măng yết tha su căng. Câu 1, câu 2 này. Về nít cha căng yết tha. Đâu câu
câu 1 bắt đầu phía trên phía trước nha, đọc câu 2 không. Hai câu này mới bổ sung ý nghĩa với nhau. Y đồng bu rê chít tâm át chà rí chà rí cần về nít chà cần yát thà ca măng yát thà su khăn. Hai câu này cho chúng ta ý nghĩa. Trước kia, tâm này đã suy nghĩ vẩn vơ theo ý thích, đến nơi nào theo ước muốn, thuận theo sự khoái lạc. Câu 1, câu 2 có ý nghĩa. Nhưng là trước kia tâm này đã suy nghĩ vẩn vơ theo ý thích, đến nơi nào theo ước muốn, thuận theo sự khoái lạc. Đó là ý nghĩa câu 1, câu 2 ha. Xong chưa, Thích Như Quang làm lẹ quá, làm Thích Như Quang cũng rối đồ hình luôn ha. Rồi, thông cảm, thông cảm. Bởi vì cái thời gian của chúng ta cũng rất là ngắn, cho nên không có thể làm cho sáng tỏ được, thì quý vị cũng hoan hỷ ha. Bây giờ câu 3, câu 4. Câu số 3. Ta đáp cha hằng nikahesa mikyo niso. Ta đáp cha hằng nikahesa mikyo niso. Câu số 3 chúng ta thấy có 3 từ. Ta đáp cha hằng là 1, nikahesa mik là 2, yo niso là 3. Chữ ta đáp cha hằng, ta đáp cha hằng. Ở đây chúng ta thấy đại từ tá nó ở phía trước, tức là chữ tát đó, nó là một đại từ trung tính. Chữ tát có nghĩa là cái đó. Rồi ách chá nó là một trạng từ hôm nay. Rồi thêm chữ á hăng ở phía sau nữa. Á hăng ở phía sau có nghĩa là tôi, là ta, tôi là ta. Như vậy thì ở đây ta đã chạc hằng, có nghĩa là cái đó, ta là cái đó, á cha là hôm nay, á hằng là ta. Vậy thì ta đã chạc hằng tức là hôm nay ta, hôm nay ta đây, rồi sao nữa, cái động từ phía sau mới nói lên cái ý nghĩa của cái chữ ta đã chà hằng, có nghĩa là tôi làm gì ha. Động từ thứ hai tức là nikahesami. Nikahesami, chữ a hằng, chữ a hằng là một chủ từ số ít, thì cái động từ này a mi cũng là số ít luôn ha. Nikahesami động từ này có nghĩa là động từ nắm bắt, nắm giữ, động từ gahesami. Nhưng mà có tiếp động ngữ ní ở phía trước, có nghĩa là xuống. Ní gahesami là tôi sẽ nắm giữ, tôi sẽ khuất phục. Tôi sẽ giữ, tôi sẽ khuất phục. Nhưng mà nắm giữ rồi khuất phục cái gì? Cái từ sau nó sẽ bổ sung ha. Yoniso. Yoniso là một cách đúng đắn, một cách thích hợp. Yoniso là một cách đúng đắn, một cách thích hợp. Vậy thì cái câu số 3 này, ta đã chà hăng nít cả hết xa mí vô ní sô. Ta đã chà hăng nít cả hết xa mí vô ní sô. Hôm nay ta đây sẽ khuất phục một cách đúng đắn. Mà khuất phục là khuất phục cái gì? Khuất phục là do chữ chích tăng ở phía trước nè, khuất phục cái tâm. Liên quan đến cái câu số 2
À, liên quan câu thứ nhất nhé. Hôm nay ta sẽ khuất phục nó một cách đúng đắn. À, đó là ý nghĩa câu số 3 hả? Và còn câu cuối cùng. Nikahesa mới cái động từ khuất phục. Cái động từ khuất phục hay là nắm giữ. Nikahesa mới tôi sẽ khuất phục, tôi sẽ nắm giữ cái tâm, tôi sẽ khuất phục cái tâm. Tức là do cái chữ Chittamachari, chữ Chittang ở phía trên đó, câu số 1. Rồi bây giờ câu số 4 ha. Hathibbapinang Viyaang Pusakgaho. Hathibbapinang Viyaang Pusakgaho. Câu số 4 này chúng ta thấy có 3 từ. Hát thiếp và thiên năng là một, quy gia là hai, ân phu sắc và hồ là ba. Hát thiếp và thiên năng, ở đây chúng ta thấy có hai từ. Chữ hát thí là một và bác thiên năng là hai. Hát thí nó là một danh từ nam tính, ác ý cả anh ta, cung linh gá. Hát thí có nghĩa là cung voi. Cùng voi. Rồi chữ bắp phiên năng, chữ này chúng ta thấy có tiếp là một đầu ngữ bá ở phía trước, và căn ngữ của chữ phiên năng này tức là căn ngữ phích, có nghĩa là bẻ gãy, phiên ná, bẻ gãy. Vậy thì bắp phiên năng có nghĩa là đã được bẻ gãy, đã được mở tung ra, đã được bẻ gãy, đã được mở tung ra. Vậy thì hấp thiếp và phiên năng nó được chia theo đối cách ha. Chú Tỳ Gia Vượt Phát Tỳ E Cá Quách Tình Á. Hấp thiếp và phiên năng có nghĩa là sự quậy phá của con voi, sự quậy phá của con voi. Hát thiếp và phiên năng rồi, cái từ thứ hai quý giá là như, đây là một bất biến từ, quý giá là như. Rồi cái chữ cuối cùng ăn cú sắc gà hồ, ăn cú sắc gà hồ, ở đây do hai từ cộng lại, ăn cú xá là một, ăn cú xá là một, gà hồ là hai. Ăn cú xá nó là một danh từ nam tính, akranta pumlinga. Ăn cú xá là cái cây móc, cái cây để mà điều phục con voi, giống như con trâu con bò thì có cái đó, tức là trước cái cây đó người ta thọc vô một cái đinh, để phục chặt lại, để người ta chích vô con trâu con bò, khi mà nó lì như trâu á, thì người ta chích vô một cái đầu qua nó phải đi theo lên của người chăn trâu hay là người chăn bò. Thì ở đây những con voi thì không sử dụng những cái đót đó, mà họ dùng cái móc, họ dùng cái móc họ dùng cái móc đó. Thì những cái nhược điểm của con voi khi bị cái móc này móc vào thì nó phải đau quá, phải chấp nhận thôi chứ không có bướng nữa. Thì ở đây cái này gọi là người quán tượng hay là người nài voi á, thì họ dùng cái móc để họ điều khiển con voi. Như vậy thì ăn vú xá có nghĩa là cái móc ha. Rồi cái chữ gá hồ do cái từ gá hát. Gá hát nó là một danh từ nam tính, akrantapumlinga. Gá hát có nghĩa là sự nắm lấy, sự nắm giữ. Mình nắm lấy, nắm giữ cái gì
À, chữ cái H ở đây được chia theo chú bút các số ít ha. Bathama ekavachana vipatti, cho nên cái H biến thành cá hồ. Ăn cú sắc cá hồ, tức là cái người nài voi hay là cái người quản tượng, nắm cái móc câu, nắm cái móc. Vậy thì cái câu này có ý nghĩa là sao? Nắm cái móc câu đó để điều khiển voi. Như vậy thì câu cuối cùng này, hát thiết bác phiên năng quý giá ăn cú sắc gà hồ, như viên quán tượng khống chế sự quậy phá của con voi. Đó là ý nghĩa của câu số 4. Hát thiết bác phiên năng quý giá ăn cú sắc gà hồ, như là viên quán tượng khống chế sự quậy phá của con voi. Đó là ý nghĩa câu số 4 ha. Wow, hôm nay mất thời gian nhiều quá ha. Rồi, câu Phật ngôn 326 cho chúng ta ý nghĩa. Trước kia, tâm này vẫn vơ theo ý thích, đến nơi nào theo ước muốn, thuận theo sự khoái lạc. Hôm nay đây, ta sẽ khuất phục nó một cách đúng đắn, như là viên quán tượng khống chế sự quậy phá của con voi. Đó là ý nghĩa câu Phật ngôn 356. Trước kia tâm này đã suy nghĩ vẩn vơ theo ý thích, đến nơi nào theo ước muốn, thuận theo sự khoái lạc. Hôm nay đây ta sẽ khuất phục nó một cách đúng đắn, như người nài voi khống chế sự quậy phá của con voi. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: trước kia phóng túng quen nề, chạy theo dục lạc u mê ở đời, nhưng nay niệm phục được rồi, như dùng móc sắt khiến voi tài tình. Voi kia chân ngập xuống sình, thì nỗ lực tự mình thoát ra. Ở đây sao cái câu này bộ hay hơn câu ở trong sách này ha. Trước kia phóng túng quen nề, chạy thể dục lạc u mê ở đời, không may niệm phục được rồi, như dùng móc sắt khiến voi tài tình. Hồ này ngắn gọn mà còn hay hơn trong sách này nữa. Rồi, Ngài Hòa Thượng Minh Châu còn ngắn gọn hơn, có 5 từ. Trước tâm này buông lung, chạy theo ái dục lạc, nay ta chánh chế ngự, như cầm móc điều voi. Trước tâm này buông lung, chạy theo ái dục lạc, nay ta chánh chế ngự, như cầm móc điều voi. Rồi. Quý vị thấy thời gian trôi qua không phải dừng lại, và khi quý vị hiểu được ý nghĩa của tự vận này rồi ha, thì bây giờ chúng ta tiếp tục nói lên cái duyên sự của câu Phật ngôn này. Cái bài kệ này khó quá, và cũng không có thời gian để mà kệ nữa. Điều quan trọng chúng ta đọc đúng giọng trường âm đoạn âm, cái đó là tốt lắm rồi ha. Nhưng mà đọc cũng một lần hai câu ha. Đây là một cái câu Phật ngôn mà 12 từ, bây giờ đọc lần hai câu đừng có bất chấp theo Sĩ Kim Nhung rồi các ngài đứt bóng. Duyên sự câu Phật ngôn 326, để đọc trước rồi mới nói lên duyên sự cho. Thời gian chỉ còn có 15 phút mà 15 phút này nhiều khi không đủ để trình bày cho quý vị biết cái ý nghĩa câu Phật ngôn này. Câu Phật ngôn 326: Y đằng bu rề chít tâm a chà rí chà rí cần về nít chà cần giáp giáp thà cà mằng giáp thà su cần. Tại chúng ta thêm một cái dấu quyền mà bây giờ đọc thì thấy bị thấy hơi ngập ngừng phải không? Y đằng bu rề chít tâm a chà rí cần về nít chà cần giáp thà cà mằng giáp thà su cần. Quý vị quan hỷ thêm vô một cái dấu quyền ha.
Ai, câu 3, câu 4. Ta đáp cha hằng nít cha hết xà ví dụ nít sổ hát thiếp bác phình nằng quý giá ẩn cú sắc ca hồ. Trước tâm này buông lung chạy theo ái dục lạc, nay ta chánh chế ngự như cầm móc điều hoài. Câu Phật ngôn này được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên và đề cập đến một cái vị sa di tên là Sa Nú. Tương truyền rằng vị sa di tuổi trẻ là con của một cận sư nữ, được mẹ cho đi xuất gia từ nhỏ. Và sau khi xuất gia, vị ấy giới hạnh rất là nghiêm trang, luôn luôn làm tròn bổn phận đối với các bậc trưởng thượng như là thầy hòa thượng, thầy giáo thọ, và cung kính đối với những vị khách tăng. Một tháng có 8 ngày bắt quan trai, thì cái vị sa di này thức dậy sớm, múc nước nhà tắm, quét dọn giảng đường, thắp hương đăng, vị ấy thuyết pháp rất là thanh tào, lời nói rất là ngọt ngào, cực diệu. Các vị tỳ kheo thường biết cái vị sa di Sa Nú là người có nhiều kiến thức, nên thường mời vị sa di này giảng pháp. Vị ấy không bao giờ viện lẽ mệt mỏi hay bệnh hoạn, luôn luôn sẵn lòng giảng giải, và lời nói rất là trôi chảy như nước từ hư không đổ xuống, luôn hồi hướng công đức pháp thí đến cha mẹ. Mọi người đều biết sau thời giảng, vị ấy luôn luôn có tâm nguyện hướng về những cái đấng sanh thành dưỡng dục. Một con dạ xoa là kiếp trước của vị sa di Sa Nú. Bà cùng với chư thiên được vị sa di nào hồi hướng pháp thí, và vị chư thiên giới đức trang nghiêm hằng được chư thiên và nhân loại mến mộ. Do đó chư thiên rất là kính trọng và nể sợ sa di như là một vị đại phạm thiên. Cả nữ hoa là mẹ của sa di Sa Nú cũng kính trọng vị sa di này. Những lúc mà thính pháp hay là hội họp nơi nào, thì nữ dạ xoa nhờ có năng lực hồi hướng pháp thí của vị sa di Sa Nú mà được chư thiên kính trọng. Các nữ dạ xoa khác rất là ưu ái kính nể nữ dạ xoa về tức cung cách, cũng như là nhường chỗ sang trọng, đãi những loại nước thơm ngon tinh khiết hoặc là những vật thực thượng vị, và luôn luôn tâm niệm nữ dạ xoa này là mẹ của vị sa di Sa Nú. Dù cho nữ dạ xoa đại uy lực, nhưng mà khi thấy nữ dạ xoa này thì cũng kiêng nể mà nhường đường, nhường chỗ. Khi đến tuổi trưởng thành, thân thể tráng kiện, bị mùi tục lụy cám dỗ, sa di Sa Nú chán nản cái đời sống đạo hành, đệ tóc, để phóng tay dài, y bác dơ thui thủa một mình trở về nhà mà chẳng có bài cho ai biết. Mẹ của vị sa di này thấy thế mới hỏi rằng, khi trước sư về nhà cùng với chư tăng hay là thầy hòa thượng hoặc là thầy giáo thọ hoặc là bạn đồng phạm hạnh, mà sau hôm nay sư về đây có một mình. Vị sa di này trình bày cho mẹ biết là mình không muốn tu nữa. Bà mẹ là một tín nữ thuần thành, bà giải thích về cái khổ của thế tục bằng cách nào đi nữa thì vị sa di này cũng không có chán nản, vẫn khăng khăng quyết định theo ý mình là muốn từ bỏ cuộc sống xuất gia. Bà mẹ mới nói, thôi nếu mà sư quyết định thì hãy chờ đây, tôi nấu cơm cho sư ăn rồi, rồi tôi sẽ lựa những cái loại hàng quý để may đồ theo ý thích của sư. Rồi trả chỗ cho vị sa di gần chỗ bà nấu cơm. Thì trong lúc đó nữ dạ xoa mới suy nghĩ rằng, sa di Sa Nú con trai của ta đi đâu rồi, và đã có được vật thực gì hay chưa. Bà thấy cái vị này đang ngồi ở nhà và có ý niệm hoàn tục, mới nghĩ rằng ông này sẽ làm cho ta thẹn với chư thiên, ta phải đến khuyên ngăn
chuyện hoàn tục của ông ta, không cho ông ta hoàn tục. Rồi nữ dạ xoa này mới nhập vào cái vị sa di, bẻ cổ, mắt trợn ngược, sôi một nước mém, nước miếng ra, té sắp nằm dưới đất. Bà mẹ thấy như vậy hốt hoảng ra to lên: ô này ông sa di! Rồi ôm con vào lòng. Tất cả mọi người chung quanh tụ lại cung bái khẩn cầu, bán xin. Bà tỷ nữ cũng than khóc bằng một câu kệ thế này: người thọ trì bát quan trong một tháng 8 ngày, 14, 15 và mùng 8, giữ tròn ngày đưa rớt, thực hành phạm hành ấy, dạ xoa không uy hiếp. Tôi tín thọ lời này từ những bậc La Hán. Tại sao ngày hôm nay tôi thấy các dạ xoa bắt sa di sàn ngủ? Nữ dạ xoa nghe nói bà kể như vậy mới trả lời rằng: dạ xoa không y hiếp những người thọ bắt quan trong một tháng 8 ngày, 14 rằm và mùng 8, dưới tròn ngày nguyện xả, thực hành phạm hạnh ấy. Đó là lời giảng dạy của các bậc La Hán chân chánh và thuần mỹ. Xin bà hãy thuật lại những lời của dạ xoa cho sa di sa nú tỉnh ngộ và chánh niệm. Ông không nên tạo ác nghiệp chỗ thanh vắng hay kiến đạo. Một khi ông sắp làm hay đang làm một tội nào, dù ông bay trốn đâu cũng không thoát khỏi khổ đau. Và nữ dạ xoa đã nói tiếp: một khi đã tạo các ác nghiệp, dù có cánh bay như các loài chim cũng không tránh khỏi tay ta. Rồi bà ta xuất gia. Vị sa di tỉnh lại thấy mẹ xả tóc khóc than và có rất nhiều người láng giềng vây quanh, không biết mình đã bị phi nhân nhập vào. Cho nên ông mới ngạc nhiên hỏi mẹ rằng: khi con ngồi trên ghế, mẹ ngồi nấu cơm gần đấy, sao bây giờ con lại nằm dưới đất? Ông hỏi người mẹ của mình bằng bài kệ rằng: mẹ ơi, người ta khóc, những người chết hay sống ở đây không thấy nói. Mẹ ơi, con có thấy, con vẫn còn sống mà, mà sao lại khóc than? Tại sao vậy hả mẹ? Bà mới nói về cái tai hại của đời sống thế tục cùng ác quả của những người đã từng xuất gia mà từ bỏ cái lạc thú ở đời và bây giờ là đỉnh hoàn tục. Bà mới trả lời con: thật đúng vậy con à, người ta khóc kể người quá cố hay sinh tồn ở đây không đề cập, mà chỉ nói người ta than khóc cho người đã bỏ trần tục, bây giờ lại trở về thọ hưởng trần dục lạc, dù người ấy còn sống cũng xem như đã chết. Sự nguy hại của thế tục, đời sống xuất gia là tốt đẹp, đời sống gia đình tự nhiên là lửa than hay là vực thẳm đang trói buộc chúng ta. Con ơi, con thoát khỏi vòng trói buộc vực thẳm mà bây giờ lại rớt vào trái buộc vực thẳm. Con ơi, con hãy chuyên cần tinh tấn, và bây giờ tôi nhờ ai giải quyết sự việc này? Con yêu quý của tôi xuất gia trong đạo Pháp cứ như người đem vật quý ở trong nhà đang cháy chạy ra ngoài, mà hôm nay con lại trở lại cái căn nhà cháy. Xin quý vị giúp tôi khuyên vị sa di sa nú này. Và bà mới nói lên câu kệ ngôn: xin quý vị giúp tôi sắp tấn cho sa di, tôi nhờ ai giải quyết nỗi khổ tâm khó xử? Sa di như vật bảo được đem từ nhà cháy, bị trở lại vào căn nhà đang bị cháy. Vị sa di sa nú nghe như vậy thì chán nản, không có hoàn tục nữa. Và khi đúng tuổi thọ tỳ kheo, mẹ của ông rất là hoan hỷ, lo lễ cho ông xuất gia. Sự kiện này thấu đến bậc đạo sư, ngài khuyên dạy rằng: dĩ nhiên tâm thường bám vào trần cảnh, tất nhiên tâm người ấy không được an vui. Vì vậy người hãy cố gắng khắc phục tâm, cũng như người quán tượng cố gắng điều phục con voi quậy phá
Tà, Ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 326. Nó chạy đâu mất tiêu rồi. Câu Phật ngôn 326: Idam pure cittamacari cari kang ye nicchak kang yatha kamang yatha sukham tadacchahang nikkhesa miyo niso hatthip papinnam viya ankusamaggo sakkaho. Trước tâm này buông lung chạy theo ái dục lạc này ta chánh chế ngự như cầm móc điều voi. Trong câu Phật con này vô động lại thì chúng ta thấy như thế này: xây nhà sanh quốc gia lúc bé thơ, chăm lo phận sự chẳng bơ phờ, hay hồi hướng phước cho cha mẹ, đến tuổi 20 muốn trở cờ, mẹ đâu muốn trẻ trở về nhà. Khi sắp vô dòng Phật Thích Ca, chẳng phải riêng mình bà thí chủ thương con, còn có nữ Dạ Xoa, hai mẹ giúp thầy vượt khỏi rừng, từ đây bước tiến nguyện không ngừng. Phật càng đốc thúc thầy tinh tấn, chế ngự tâm phàm chớ dưỡng dưng, như anh quản tượng khéo điều voi, sa nú điều tâm thật hẳn hòi. Tam tạng thuộc lầu thành lâu tầng, trăm hai tuổi thọ đáng con nội. Tức là khi mà Đức Phật thuyết lên câu Phật ngôn này thì có vô số chư thiên và chính cái vị sa-di-sa-nú này cũng thành đạt đạo quả thanh nhân. Và vị tỳ kheo sa-nú này học giỏi thông suốt tam tạng, trở thành một vị pháp sư lỗi lạc, và Ngài đã sống đến 120 năm. Trong duyên sư câu Phật ngôn này, chúng ta thấy cái vị sa di này có hai người mẹ. Một người mẹ trong quá khứ đó là một vị Dạ Xoa, và một người mẹ trong trần thế, tức là người mẹ bằng xương bằng thịt, cũng giống như Ngài Sariputta. Ngài có một người mẹ là bà Sari, và có một người mẹ nữa là ngạ quỷ, một ngạ quỷ đói, tức là đã từng 500 kiếp làm mẹ của Ngài Sariputta. Cho nên khi Ngài dùng cơm thì ngạ quỷ này đến xin phước. Còn ở đây thì hiểu hơn vì Sa Di Sa Nú, mỗi khi thuyết pháp nói đạo làm những công đức gì đều hồi hướng đến những đấng sinh thành, mà những đấng sinh thành đó thì cha mẹ còn tại thế cũng có, mà cha mẹ trong quá khứ là những vị chư thiên, những vị Dạ Xoa có thần lực cũng có. Thì do sự hộ trì của nữ Dạ Xoa, cảm thấy rằng nhờ đứa con của mình mà mình có uy lực, mình có quyền hành, mình có được lợi đắc cung kính danh xưng vân vân, thì muốn duy trì cái địa vị đó, cho nên cản không cho vị sa di này hoàn tục. Và nhờ cản không cho vị sa di này hoàn tục mà vị sa di này càng tinh tấn tu tập và tạo nhiều phước báo hơn. Bởi vì mỗi khi thuyết pháp nói đạo là đều hồi hướng quả phước đến cho cha mẹ mình, mà hồi hướng như vậy thì cái vị Dạ Xoa kia thần lực càng ngày càng mạnh, tức là có nương nhau mà sống ha. Nhưng mà cái vị sa di này nhờ sự khích lệ của người mẹ trong quá khứ, tức là Dạ Xoa, mà cố gắng tu tập, và chính nhờ sự cố gắng tu tập không có hoàn tục, vị này chứng đắc thành quả A-la-hán và tuổi thọ 120 tuổi. Đây là một bài học để cho chúng ta thấy người mẹ còn sống thì cản con không cho hoàn tục, bởi vì nghĩ rằng cuộc đời khổ quá. Xuất gia cũng đồng đi ha, hai nẻo khác nhau mới là kỳ đạo, đi về nơi tịnh lạc, đường đời còn lắm nỗi sầu bi.
kinh nghiệm của người mẹ đã nhắc nhở cho người con của mình không nên hoàn tục. Và vị sa di sa lũ này cũng cảm thấy mất cỡ quá, nãy mình ngồi giờ đàng hoàng, bây giờ nằm dưới đất nước miếng nước bọt cũng y áo sốc xếp rồi cái nhìn xung quanh cũng có tàn, cũng biết mất cỡ. Cho nên nghe lời của cha mẹ, nghe lời của hai bà mẹ để rồi tiếp tục tu tiếp. Thì bây giờ cũng đã hết giờ rồi, tôi và nghĩ ha, buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được tạm dừng. Những lời dạy của Đức Phật cho chúng ta một bài học để chúng ta suy tư. Chỉ có những người có giới thì không có bị phi nhân nhập phá, nhưng mà khi mà trường hợp phi nhân nhập phá, tức là tâm của chúng ta không an trú trong giới như bị sa di này, cho nên mới bị phi nhân nhập. Đó cũng là một bài học mà là chúng ta nên an trú vào giới. Những lời dạy của Đức Phật là những bài học quý báu để chúng ta đem vào đời áp dụng cho được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi là để tự thành phúc quả và hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hành bố thí và tâm thiền xin qua được vô biên chư toàn các độc giác và quan thế chúng hộ trì để tăng ni và thiền nam tín nữ luôn Phật giáo làm truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa chê wa chê na so tu bố hô tu sa pa đà. Do lời chân thật này kính lên chư tôn tìm đức tăng ni và đại tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong hồng quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy nhá. Xin mời chư Phật nhập kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Alo, chư Phật nhập.